Hello, xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi cái video của Tiến hôm nay. Chúc tất cả anh chị em có một cái sức khỏe dồi dào và sớm đạt được cái con đường về tự do tài chính và tự do thời gian. Hôm qua thì Tiến họp cùng với web banner cùng với tất cả ban lãnh đạo công ty Diziu và có một số cái thông tin thì muốn chia sẻ cho anh chị em cộng đồng nhà đầu tư Diziu Việt Nam cũng như là anh chị em đã biết tới Diziu hoặc là chưa biết tới công ty Diziu. Thì ở trong cái tháng 5 này thì cái sàn giao dịch EOA của chúng ta sẽ được kiểm toán và có cái thông báo vào ngày 18 tháng 5 sẽ được kiểm toán và báo cáo kiểm toán này đưa ra kết luận và cơ bản là cũng ok thôi. Và hiện nay thì EOA nó có gọi là trên một hơn 100 cái gọi là những cái tổ chức ấy, trên 100 cái tổ chức hay là cái valid option gọi tiếng Anh gọi là những cái hay là cái gì nhỉ? Tiến đã hiểu là một cái những cái người ta gọi là xác nhận cái sàn ấy. Cái này về crypto thì Tiến cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà nó CEO Alexander Yim nói là EOA có hơn 100 cái đó cái valid option ấy. Đây các anh em có thể tìm hiểu tiếng Anh gọi là cái xác thực gì đấy, có nghĩa là nó nhiều hơn tất cả những các cái đối thủ, nhiều hơn tất cả các đối thủ mà làm cùng một cái hệ sàn giao dịch gọi là phi tập trung như EOA. Đây là hệ gọi là cross chain ấy, và giao dịch chuỗi chéo. Và hiện nay thì EOA được đánh giá là một cái sàn giao dịch chuỗi chéo gọi là tiên tiến nhất thế giới này. Anh em có thể tự tin những điều đó. Và cái vấn đề về token ấy thì thời gian tới thì công ty cũng sẽ bắt đầu có cái lộ trình để mà khép lại cái vòng bán ở vòng kín và bắt đầu sẽ chuyển ra bán vòng công khai. Và hiện nay thì EOA được định giá là hơn 60 triệu đô như vậy. Cách đây mà khi mà EOA mới phát triển thì đã được định giá nào tầm 20 triệu đô rồi, và thời gian vừa qua thì đánh giá sơ bộ định giá là hơn 60 triệu đô. Cái điều đó là anh chị em có thể là đây là một cái tin rất là vui không ạ? Và cái trong khi mà chúng ta đang nỗ lực làm việc trong vòng mấy năm nay thì thị trường đang đi xuống rất là nhiều, đúng không? Và tất cả nhà đầu tư Diziu thì chúng ta có những cái cơ hội chúng ta mua với giá cổ phần của Diziu nó rẻ. Thời điểm này với đang giá là 0.024 và sau ngày 15 đó nó sẽ là 0.03 và sau ngày 30 nó sẽ 0.04. Như vậy là chúng ta hãy tận dụng tốt nhé. Tiến nói anh chị em tận dụng tốt cái giá với hiện tại trong tháng 5 này. Còn Tiến đã nói với anh chị em rất nhiều trong anh chị em chúng ta rất nhiều về cái việc mà giá của Diziu nó sẽ tăng đột biến anh chị em ạ. Thời điểm này nó chưa tăng nhiều đâu. Thời điểm này nó tăng như vậy là dự còn rất ít, và cái giá của lúc này thì anh chị em cố gắng chúng ta tận dụng những cái khoản cân đối cái tài chính của mình, cân đối cả để chúng ta lựa chọn những cái gói đầu tư. Là ví dụ như là anh chị em trả góp, mà chúng ta trả góp cái căn cứ vào tình hình tài chính chúng ta trả góp nó dài ra. Ví dụ cái gói 1.000 đô thì anh chị em đừng chọn gói 1.000 đô mà hãy chọn cái gói 2.000 hoặc là 3.000, bởi vì mỗi một tháng anh chị em thanh toán là khoảng 2.3 triệu. Thì anh chị em hãy chọn những cái gói nó kéo dài ra, bởi vì trong cái khả năng thanh toán của anh chị em, chứ nhiều người đừng nghĩ là chúng ta đầu tư 1.000 đô vào đây và chúng ta 10 tháng. Và Tiến khẳng định với anh chị em là anh chị em chỉ cần trả góp đến 5 tháng nữa thôi thì chưa đầy 5 tháng đâu thì anh chị em đã thấy được cái khoản đầu tư của mình nó tăng lên như thế nào rồi. Còn nếu một số anh chị em mà xem video của Tiến hoặc là Tiến chia sẻ trên Facebook và trên Zalo mà anh chị em biết thông tin rồi mà anh chị em chưa có được sở hữu cho mình những số lượng cổ phần của Diziu nó đủ lớn thì xin thưa với anh chị em là từ nay đến cuối năm thì cái việc mà anh chị em sở hữu được là 100.000, 50.000 đến 100.000 là Tiến nghĩ là khó đấy. Nói thật với anh chị em là bởi vì là hiện nay giá của nó thời điểm này nó còn cái hệ sinh thái của chúng ta nó chưa hoàn thiện toàn bộ những cái sản phẩm hồi nãy chúng ta đang tung ra thị trường. Trong đó là EOA nó là một con kỳ lân rồi. Là cái việc mà nó khoảng là nếu mà trong vòng 2-4-2 năm nó 1 tỷ đô trở lên thì Tiến nghĩ là nó chỉ trong tầm tay thôi anh chị em ạ. Thực sự anh chị em vậy, là khi mà một cái sản phẩm về công nghệ, về
blockchain và sản phẩm về trí tuệ nhân tạo nữa. Về cái sản phẩm về công nghệ giọng nói thì hiện nay là chúng ta đã được là chỉ định là sở hữu trí tuệ ở 84 quốc gia, tức là gần như là các cái vùng miền rồi, 84 quốc gia thì trong đó có Việt Nam, Á Âu rồi Châu Phi và rất nhiều nước được chỉ định như vậy, như 84 quốc gia, và trong cái 84 quốc gia đó thì chúng ta có thể hoàn toàn thương mại nó ra để chúng ta sử dụng bán nó để lấy tiền tăng cái vốn hóa ra đây. Và một cái sản phẩm nữa về 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 trí tuệ nhân tạo, nó về cái đó là cái công nghệ giọng nói, còn cái sản phẩm nữa đó là về cái gì sinh trắc học rồi thì cái dự đoán đấy, cái dự đoán thì và trong cái thời gian tới thì cái quỹ đầu tư mạo hiểm của chúng ta cũng đã bắt đầu đang làm việc, là đang kiểm tra, đang làm việc một cái đối tác, một cái công ty nó cũng hoạt động về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain, và rất có thể là chúng ta sẽ đầu tư vào đó. Và anh chị em nên hiểu rằng là một công ty công nghệ thông tin là phát triển về thông tin về AI và blockchain như DeepSeek thì cái chiến lược của chúng ta là gì ạ? Là sẽ đầu tư vào những cái dự án khởi nghiệp về blockchain và về AI và sẵn sàng có thể là sát nhập bất cứ lúc nào chị ạ. Bởi vì là những hai người đi khởi nghiệp cùng nhau và có thể là sẽ gặp một cái ý tưởng nào đó và có xây dựng một ý tưởng chung. Và cái này thì ban lãnh đạo công ty vẫn đã xác định một cái mô hình này và chúng ta đang đi rất là đúng hướng. Nên do vậy là cái việc mà có thể là bất ngờ mà chúng ta khi tìm được một cái dự án và chúng ta đang truy tìm tìm những cái dự án chất lượng để chúng ta sát nhập vào hệ sinh thái của chúng ta, thì lúc đó là anh em thấy rằng là như công ty DeepSeek nói là có thể là anh chị em nghĩ rằng nó không thể, không ạ? Bởi vì công ty nói là khi anh chị em sở hữu cái cổ phần của DeepSeek thì chúng ta có cơ hội sở hữu cái tài sản của 100, hàng trăm, hàng nghìn cái công ty khác nhau về lĩnh vực AI và blockchain. Đó là ban lãnh đạo công ty chia sẻ chúng ta như vậy. Còn cái việc công ty chúng ta đang mới được có 3 năm thôi chị ạ. Còn những công ty công nghệ về phát triển về những kia người ta cũng nghiên cứu rất lâu rồi. Mình cũng đã 3 năm và mình có những cái thành quả rất là ok phải không ạ? Tiến đi theo với dự án DeepSeek từ 2019 đến đi theo và theo dõi nó rồi, và những thời điểm tại sao trong vòng 2 năm nay Tiến muốn chia sẻ tập trung cao độ để chia sẻ DeepSeek, bởi vì là Tiến thấy rằng là với cái mức tăng trưởng của một công ty công nghệ thông tin, nếu như anh chị em không bám lắm và không tận dụng ngay, có thể thời điểm này anh chị em đang đầu tư tập trung vào Solar Group hay là DeepSeek chẳng hạn, thì và Skyway chẳng hạn, cái điều đó thì mỗi một người có cái chiến lược đầu tư của mình riêng. Tiến thì đồng hành song song cùng ba cái dự án này, bởi vì Tiến thấy rằng là ba dự án này là một ba ba dự án đáng để đầu tư và không có gì phải suy nghĩ ngợi rồi. Là thời điểm này chúng ta chỉ có là quan tâm cái việc là chúng ta sở hữu được bao nhiêu cổ phần trước khi nó IPO thôi. Còn nó đi rất là dài rồi chị ạ, mà nó khẳng định được cái vị trí và uy tín rồi, và cái công nghệ của họ thì là công nghệ độc đáo rồi, và tất cả mọi cái công ty là công nghệ độc đáo. Nhưng Tiến tập trung muốn chia sẻ cho anh chị em là cái thời điểm để chúng ta sở hữu số lượng cổ phần của một công ty công nghệ thông tin liên quan đến AI và blockchain nó không còn nhiều nữa rồi. Đấy, tất nhiên là vẫn sở hữu được, nhưng mà cái giá trị của anh chị em nó bỏ ra nó khá là lớn. Đó. Từ nay đến cuối năm thôi, anh chị em cứ cứ để ý xem cái video của Tiến tiếp chia sẻ cho anh chị em. Tiến nhìn nhìn thấy nó cái dòng tiền nó chạy về DeepSeek rất là lớn đấy chị ạ. Đấy, quỹ đầu tư mạo hiểm này, đầu tư rồi về công nghệ AI này, rồi sản phẩm về sàn giao dịch IOA nó ra rồi. Thì cái vốn hóa của công ty nó sẽ tăng một cách đột biến đấy. Nếu như mà khi mà chúng ta đưa ra cái vòng bán vòng token công khai thì chúng ta lại có một cái lượng tiền nữa chúng ta dồn vào, và anh em lưu ý rằng hiện nay có khoảng độ 60 cái quỹ đầu tư họ ra vào hợp tác và họ đã gì họ đang nhòm ngó rồi, chẳng qua là chúng ta chưa bán, chúng ta bán các vòng kín và chúng ta chưa bán công khai. Và việc bán token EOA công khai sẽ bán trên các cái nền tảng khác nhau. Còn những anh chị em nào mà tham gia thị trường crypto, anh chị em để ý rồi phải không ạ? Để chúng ta kiếm được một dự án chất lượng đi mấy năm nay làm, mấy năm nay, 3 năm nay cái sàn IOA làm, mà trong khi thị trường nó downtrend như thế này thì phải chọn được những cái dự án tốt đi dài thì ta mới có cái chuyện ích lên được. Ví dụ như ngày xưa anh chị em mà tham gia mới vào Near hoặc vào Polygon đấy, anh chị em ạ, Polygon hoặc vào Binance ấy, hoặc những sàn về những cái đồng Uniswap thì nó tăng đến hàng chục nghìn lần, thậm chí hàng triệu lần anh chị ạ. Do vậy là nó rất là lớn.
là chúng ta đi ra ngay từ đầu, chúng ta mua những cái vòng mà chúng ta là có cơ hội để chúng ta là những người đồng hành sở hữu cái cổ phần của DGU, chúng ta được cái đặc quyền là chúng ta mua những cái vòng rất là rẻ anh chị ạ. Ví dụ thời điểm đến mua là có 0,005 hoặc 0,006, xong rồi anh chị em lên mua là 0,09 đấy, và thời điểm bán IDO thì nó có thể là 0,1 đô rồi đấy. Và cái việc là như hôm CEO Alexander ở bên quản lý đầu tư mạo hiểm của chúng ta đấy, và nói là rằng cái việc là giá kỳ vọng giá của token của EOA nó tăng khoảng 400%, là khoảng đó, tức là ông ấy, anh ấy nói là anh không muốn đưa ra con số cụ thể, nhưng mà khoảng tăng tầm 400% là chuyện là đạt được. Và sẽ cố gắng là nó sẽ công ty là cái giá trị của nó quan sản sản phẩm quan trọng ạ. Sau thì công bố thì nói chung là theo cái nhận định của Tiến thì là với một phân phối 1 tỷ token của EOA và cái việc có lên 1 đô là với cái công nghệ của và những cái gì mà EOA đang làm được và được cộng đồng trên thế giới về crypto họ công nhận, thì là cái việc đạt 1 tỷ đã trở lên là chuyện là bình thường chứ ạ. Đấy, bởi vì hiện nay là cái công nghệ blockchain, cái công nghệ của giao dịch chuỗi chéo này này là làm hiện EOA là gọi là tiên tiến nhất, và nó nó đang chuyển sang cái mạng lưới của Phantom và đang hoàn thiện rồi, đang đang báo cáo kiểm toán hợp đồng smart contract, tức là đồng thông minh. Thứ hai là cho các cái cuộc thi về cho các lập trình viên các cái là họ tìm hoặc những cái lỗi và họ sẽ được thưởng, nó sàn như chung như thế. Và khi họ tìm ra các lỗi trong smart contract, những cái đấy thì họ, trong hợp đồng thông minh thì họ sẽ công ty sẽ khắc phục nó, còn không tìm được ra thì chúng ta bắt đầu nó quá ok rồi không ạ. Đấy, và có rất nhiều các cái trình xác thực và đã được vào thôi. Và hiện nay mạng lưới của EOA thì tức là cái nền tảng của EOA này nó sẽ hỗ trợ được 8 cái blockchain khác nhau anh chị ạ. Đấy, 8 cái blockchain khác nhau. Đấy, do vậy là toàn blockchain lớn đấy chứ không phải blockchain nhỏ đâu. Vì Polygon này, rồi thì Ethereum này, Binance này, BSC đấy. Đấy là những cái cơ bản, những cái nhân toàn cái to là biết cái gì đó, nói chung là 8 cái mạng lưới đó. Thì do vậy anh em có thể muốn tìm cụ thể về EOA thì anh em có thể gõ trên YouTube hoặc trên Google, bây giờ có rồi, là anh em EOA là gì, dự án như thế nào, thì anh em có thể biết được cái tiềm năng của nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, và Tiến muốn nhắn nhủ với anh chị em rằng một điều rằng là chúng ta hãy cho mình một cái thời gian để chúng ta tìm hiểu về về công ty DGU này. Và những anh chị em nào mà chưa có tài khoản thì Tiến luôn luôn để một cái đường link ở phía dưới cái video trong phần mô tả cho anh chị em đăng ký, và chúng ta đăng ký vào tài khoản và chúng ta đăng ký chúng nhận cổ phần tặng, thì chúng ta gì ạ, chúng ta mở ra một cái chân trời mới anh chị em ạ, chúng ta cùng cái cơ hội. Những anh chị em nào mà đang say sưa đi tìm kiếm những cơ hội về 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 crypto, về đầu tư ấy, thì EOA nó là một cái cơ hội cho chúng ta, và DGU nó cũng là một cái cơ hội cho chúng ta rất lớn. Bởi vì là nếu như những anh chị em cá nhân nhé, mà chúng ta mà đang đi mua tìm mua đi lên săn kèo IDO hay là đi tìm các cái token mà chúng ta phải được khuyến mại hoặc mua chỗ này mua chỗ kia để tìm kiếm nó, thì rất là khó khăn để chúng ta tiếp cận được những cái vấn đề đó. Nhưng khi chúng ta là thành viên của EOA thì chúng ta được việc được quản lý hẳn một cái quỹ đầu tư mình hẳn, chúng ta có cổ phần của nó, và công ty sẽ cho chúng ta những cái thời điểm mà chúng ta được phép, tức là công ty sẽ chia sẻ cho chúng ta, cho những nhà đầu tư họ của chúng ta là mua thành viên EOA mua được những cái token mà khi công ty đã tìm hiểu kỹ về dự án đó và chia sẻ cho chúng ta, và chúng ta đầu tư vào đó, nó rất là tuyệt vời chậm, mà không phải ai cũng đầu tư được đâu. Ví dụ mà phải có cái quỹ đầu tư lớn, chúng ta cũng là một cái quỹ đầu tư, có một quỹ đầu tư quản lý, và thì mình cũng được các cái dự án họ mời và mình làm tìm hiểu họ. Quỹ đầu tư thì họ luôn luôn là những cái dự án họ luôn luôn là cho cái ưu tiên và mua cái vòng rất là sớm và rất là rẻ. Nên do vậy là anh chị em thấy rằng là cái cơ hội DGU nó rất là tốt đấy. Anh chị em có thể là tìm hiểu thật kỹ, chúng ta là gì ạ, chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho mọi người. Tiến vẫn luôn nói ở trong cái hệ thống của Tiến và trong trong cái những người Tiến chia sẻ là hãy cố gắng là tìm hiểu thật kỹ DGU và chia sẻ cho bạn bè người hay người thân của mình để họ biết đến. Còn cái việc họ tiếp nhận được hay không nó là do tùy về do cái tùy của mỗi người, cái nhìn nhận của mỗi người. Thì để người ta, nhưng mình hãy cố gắng chia sẻ cho họ để họ biết
họ biết, họ biết họ tham gia. Ví dụ như là ngoài kia có rất nhiều người cũng đang muốn làm giàu, đang đi kiếm tìm cơ hội, nhưng cái thời điểm này là cái thời điểm mà Tiến có thể nói là những cái gì nó đang tốt, tốt đẹp thì anh chị em hãy cố gắng giữ gìn nó và cứ tập trung vào nó đi. Còn đừng đừng tham gia vào những cái mới làm gì cả. Một vừa rồi một vài cái dự án mới, thực sự là những anh chị em mới vào thị trường thì anh chị em chỉ có, một là phí tiền, thứ hai là nó phí thời gian, phí công sức của anh chị em, nó mất đi cái cơ hội năm nay và sang năm nữa thôi. Năm nay 2023 thì đến cuối năm nó còn có cơ hội ok, và sang có thể đầu 24 nữa. Nào, còn nếu như anh chị em mà cứ chạy chật mà đi làm mấy cái dự án linh tinh tinh vớ vẩn thì anh chị em tốn tiền, tốn thời gian, nó tốn mấy mối quan hệ anh chị em ạ. Đấy, khi mà anh chị em làm những dự án nó không được ok rồi thì chúng ta sẽ thấy được là gì, sau này chúng ta sẽ thất bại trong cái việc này việc kia, thì chúng ta lại đi là đâm ra là chúng ta mất cái nhiệt đi, và mất nhiệt là nguy hiểm lắm anh chị em ạ. Trên cái con đường con cuộc sống của mình thì cái nhiệt nhiệt lượng cũng rất là quan trọng, cái năng lượng rất là quan trọng, cái tinh thần rất là quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn lạc quan, nhìn về phía trước, mặc dù có thể bản thân mình đang trải qua vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà chúng ta hãy lạc quan lên. Chắc chắn một điều rằng người ta nói là gì, không thể mưa trời không thể mưa suốt tháng được đấy anh chị em ạ. Đấy, trời ý là cái câu nói nào gọi là không ai có thể đau khổ mãi được, cũng không thể ai có thể sướng mãi được, nhưng mà đầu đó chúng ta phải xây dựng một kế hoạch cho hiện tại và trong tương lai. Đấy, do vậy là với dự án DJU thì Tiến muốn luôn chia sẻ cho anh chị em để chúng ta nắm bắt được cái cơ hội và chúng ta đầu tư, và với khoảng chúng ta nên cố gắng góp. Còn những anh chị em nào mà phải suy xét thật kỹ, bởi vì Tiến luôn chia sẻ nhau gì, bởi vì cái hệ sinh thái của chúng ta nó đang ở cái mức là rất là tuyệt vời để chúng ta đầu tư rồi, mà chúng ta chỉ chậm với công nghệ chúng ta chậm thì rất là găng đấy. Bởi vì là khi chúng ta chỉ cần chậm một cái nhịp này sang nhịp khác là cái việc chúng ta số tiền bỏ ra chúng ta kết quả thu về rất khác rồi. Còn với những dự án về cổ phần doanh nghiệp thì anh chị em để ý rồi phải không ạ? Không ai, không có cái dự án nào chúng ta phải tính về giá của nó. Chúng ta tính về giá và cái lợi nhuận và cái thời gian chúng ta có tiền để chúng ta đầu tư, phải không ạ? Công ty, các công ty họ đang có kế hoạch hết rồi, phải không ạ? Ví dụ như là Skyway thì họ tính là còn một giai đoạn 15, phải không ạ? Tiến cứ nói thẳng, Tiến chia sẻ đi riêu, nhưng mà Tiến vẫn chia sẻ cho mọi người biết là những cái dự án đó thì anh chị em đầu tư, mặc dù đầu tư với ai đầu tư không quan trọng, có nghĩa Tiến chia sẻ cho anh chị em nắm được thông tin, anh chị em đầu tư được sau là anh chị em giàu, đó là cái sự thành công của Tiến rồi. Đấy, với Skyway thì họ ok thôi. Họ đã đang Tiến đã đầu tư 2018 rồi, họ rất là mạnh, phải không ạ? Và hiện nay thì giá cổ phần họ cũng là khá là cao rồi đấy. 1.000 đô thì hình như được là 33.000 cổ phần thì phải, nếu như không có khuyến mại, mà có khuyến mại thì khoảng là gần 100.000. Chúng ta phải chọn lựa chọn những thời điểm khuyến mại chúng ta đầu tư thôi, phải không ạ? Lựa chọn thời điểm khuyến mại hoặc là mỗi một giai đoạn chúng ta phải đầu tư. Thì họ công bố rõ rồi, năm 2025 bắt đầu chia cổ tức, và chắc chắn một điều rằng chia cổ tức lần đầu tiên thì đó là cái điều kiện để công ty nó phải IPO, không ạ? Là gì, IPO thì có thể là 2026-27 IPO, không ạ? Nếu một dự án tốt thì chúng ta chờ 2-3 năm hoặc là 5-7-5-10 năm thì nó bình thường, bởi vì Tiến đầu tư 2018 anh chị em biết không? Có những anh chị em đầu tư từ 2014 mà hiếm 2014 đầu tư lắm. Thời điểm đó thì phải là loại là cực kỳ là ok, mình tư duy thì mới đầu tư vào đó. 2018 mới Tiến đầu tư rồi, hiện nay cũng chẳng gần 5 năm rồi, 18, 19, 20, 21, 23 cũng chỉ 5 năm rồi. Đó. Solar Group thì đầu tư thì cũng phải tầm khoảng độ 4 năm rồi. Đấy, còn EZU thì cũng 3 năm rồi, phải không ạ? Hơn 3 năm rồi. Đó, tất cả đều là dự án, đều là những cái dự án cổ phần doanh nghiệp về liên quan đầu tư, đều là dài hạn hết chị em ạ. Chỉ cần thắng 1 thôi, 3 thắng 1 thôi chị em ạ. Hoặc là 4 hoặc là 5 chúng ta thắng 1 thôi. Chúng ta cân đối với cái khoản đầu tư của mình để làm sao chúng ta thắng 1 là giàu thôi. Thắng 1 dự án là giàu. Còn nếu như chúng ta cân đối không phân bổ vốn cho nó tốt ấy, thì có thể là những dự án chúng ta IPO được thì là chúng có lợi nhuận cao thì chúng ta lại đầu tư ít tiền, phải không ạ? Do vậy là Tiến, quan điểm của Tiến là chúng ta cứ phải cho nó xứng đáng để cho vị một ăn một là giàu rồi, không ạ? Tất nhiên là những dự án này dự án tuyệt vời, là anh chị em là đầu tư với ai cũng được, là cứ đầu tư cứ 500 đô 1.000 đô anh chị em góp, anh chị em túc tắc góp đến khi nó lên IPO. Còn cái việc là nó IPO năm nào thì kệ nó, quan trọng lúc IPO chúng ta có bao nhiêu cổ phần, anh em. Quan điểm của Tiến là thời điểm này thời điểm đang tích dần anh chị em ạ, tích từ bản dần đó. Ngày hôm nay Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em một cái thông tin ngắn gọn như vậy, đặc biệt là liên quan đến vấn đề về review, đúng không ạ?
Thì chúng ta tháng 6 là chúng ta đã có một cái đợt chia cổ tức và tháng 12 chia cổ tức. Còn việc chia cổ tức thì kế hoạch thì 3 năm nay rồi là lần nào cũng chia phải anh Trọng. Còn tôi nghĩ là làm phần công ty vẫn chia thôi. Và ở cái thời điểm này thì cái việc là công ty đang huy động tối đa cho tập trung cho cái quỹ đầu tư mạo hiểm để gia tăng cái lượng tài sản của công ty sau thời gian tới, thì vậy là tiếng nghĩa là cổ tức thì công ty vẫn sẽ theo kế hoạch thôi, còn không cũng không chả sao cả, thì chúng ta dồn đến cuối năm cũng được, dồn cuối năm 2012 càng nhiều đúng không ạ. Còn những anh em nào mà tiến trên chúc mừng tất cả anh em nào mà sở hữu được nhiều cổ phần của Diju và Skyway Solar Group, đó ba cái dự án đó thì chẳng phải úp mở, không phải bảo vệ hệ thống nào cả. Tiến không phải quan trọng bảo vệ hệ thống của Tiến, mà quan trọng là những người nào đang ngồi đây này nó có tình cảm với Tiến chia sẻ cho anh chị em nghe đó, thì cái con đường đó nó rất là ngắn thôi. Làm giàu ông Warren Buffett, ông làm giàu nhanh thì rất là khó, làm giàu chậm thì là cực kỳ là dễ. Đó đó là những cái cơ hội mà anh chị em đầu tư 500 1.000 đô vào thì anh chị em có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình đó. Và những anh chị em nào mà chúng ta quan tâm đến dự án này dự án kia thì có thể inbox cho Tiến chia sẻ cho cụ thể cho. Còn với Diju thì anh Tiến để một đường link phía dưới để anh chị em có đăng ký vào chúng ta tìm hiểu và cách thức đầu tư như thế nào thì có chết trên YouTube rồi. Quan trọng là mình chia sẻ cho nhau cái cơ hội và nhận cơ hội của nhau như thế nào, đúng không ạ? Hàng ngày Tiến vẫn rất nhận rất nhiều cơ hội của anh chị em chia sẻ cho Tiến chứ, đúng không ạ? Nhưng mà những cơ hội đó thì nó thực sự là nó không thể nào mà so sánh với những cái cơ hội Tiến đang chia sẻ được, nói thẳng là như thế. Nói gì thì nói, Tiến cũng đi theo nó 4-5 năm nay rồi và nhìn cái sự phát triển của nó và so sánh được rất nhiều các dự án ở trên thị trường hiện nay. Nói chung là rất nhiều dự án cứ tèo teo teo hết rồi, những dự án thì vẫn là đầu tư xong bỏ đó để đó, vẫn có thời gian thôi. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video và chúc tất cả mọi người sở hữu được thật nhiều cổ phần của doanh nghiệp 4.0 và sớm chúng ta sẽ tự do tài chính. Mong rằng cho 2 năm nữa chúng ta sẽ tự do tài chính. Cảm ơn tất cả anh chị em.